Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ thứ 3 Việt Nam sẽ đi về đâu. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tổng bí thư thêm 5 năm nữa đã chính thức phá vỡ các quy tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về tuổi tác và nhiệm kỳ. Sự vượt rào ngoạn mục, một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa Việt Nam đi đến đâu là câu hỏi dư luận đặt ra trong những ngày qua cũng như những lo lắng của người Việt Nam trong và ngoài nước đối với vận mệnh của đất nước. Giáo sư, cả thầy, nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng các vấn đề an ninh Đông Nam Á, trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC mới đây đã đưa ra một dự đoán không mấy lạc quan về các hồ sơ nổi cộm của Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như hồ sơ Biển Đông, mối quan hệ với Trung Quốc, với Mỹ hay hồ sơ về nhân quyền. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp báo bế mạc Đại hội lần thứ 13 tại Trung tâm Báo chí ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội. Ông đã phân tích như sau. Trong giai đoạn cầm quyền của Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã lùi bước 3 lần khi đối mặt với các đối đe dọa và áp lực từ Trung Quốc trong các tranh chấp trên Biển Đông. Đó là vào tháng 7 năm 2017 và vào tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã ngừng dự án thăm dò dầu khí Repsol của Tây Ban Nha tại khu vực bãi Tư Chính vào năm 2019 sau cuộc đối đầu kéo dài 4 tháng tại cùng khu vực cũng như tại lô Phong Lan Đỏ do tập đoàn dầu khí của Nga Rosneft điều hành. Việt Nam đã hủy hợp đồng với tập đoàn Napter về dịch vụ của một tàu khảo sát. Tiền lệ này khiến Việt Nam rất khó khăn khi tiếp tục thăm dò dầu khí ở khu vực này. Và thỏa hiệp lớn giữa hai phe cánh cạnh tranh lẫn nhau tại Việt Nam là phe đảng, tức là các quan chức cấp cao của đảng có sự nghiệp lâu dài trong bộ máy của đảng, và phe chính phủ gồm các quan chức cấp cao của đảng có sự nghiệp trong các chính phủ hoặc bộ máy hành chính nhà nước đã thiết lập ảnh hưởng của cánh đảng lên trên. Đó là việc họ đã tìm cách bảo tồn hệ thống độc đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ hạn chế các lĩnh vực sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Biden nếu chính quyền này nhắc lại mối quan tâm của Hoa Kỳ về nhân quyền và sự tự do tôn giáo tại Việt Nam. Điều này cũng không có lợi cho những người bất đồng chính kiến trực tuyến cũng như các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác tại Việt Nam. Nhà báo học giả Bill Hayton, cựu phóng viên của BBC thường trú tại Hà Nội, nay là học giả thuộc Viện Houston, London, khi dự báo về quan hệ giữa Anh và Việt Nam trong những năm tới đã bày tỏ sự quan ngại với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam và Bộ trưởng Dominic Raab của Anh tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Vương quốc Anh, định hướng phát triển trong 10 năm tới vào hôm 30 tháng 9 năm 2020. Ông cho rằng quan hệ giữa Anh và Việt Nam sẽ luôn có sự hạn chế do sự chấn áp đa nguyên chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng khẳng định hiện nay không có đảng chính thống nào ở châu Âu muốn làm việc trực tiếp với Đảng Cộng sản Việt Nam. Có một niềm tin cốt lõi trong văn hóa chính trị của châu Âu rằng các đảng phái phải được tự do tổ chức và tham gia vào kỳ bầu cử, và điều đó là không thể có ở Việt Nam. Do đó, tất cả các đảng có uy tín sẽ tránh có quan hệ với Đảng Cộng sản của Việt Nam. Các chính phủ châu Âu sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam về những vấn đề cụ thể và sẽ có cơ hội hợp tác với các tổ chức của Việt Nam. Tuy nhiên, các chính phủ châu Âu đã thất vọng khi thấy rằng tất cả các nỗ lực để khuyến khích đa nguyên chính trị ở Việt Nam trong 30 năm qua đã có rất ít tác động. Và giờ đây, họ đã chán nản nhiều hơn với Đảng Cộng sản Việt Nam. Học giả người Anh này còn nhận định Việt Nam dường như đang trở thành một quốc gia được thống trị bởi những tập đoàn tài phiệt. Có một số người cực kỳ giàu có một số mối quan hệ thân mật với đảng viên cầm quyền và có thể tác động đến chính trị, kinh tế có lợi cho họ. Và Đảng có vẻ cũng nhận thấy họ đạt được một số lợi thế khi có thể sử dụng các tập đoàn tư nhân lớn làm công cụ cho chính sách kinh tế của mình. Vì vậy, Vingroup chẳng hạn có thể đi tiên phong trong chính sách phát triển ngành sản xuất của nhà nước và đổi lại, họ được hỗ trợ rất nhiều qua những thay đổi về luật pháp, trợ cấp kinh tế, thậm chí cả gián điệp công nghiệp. Vì vậy, có một số mối quan hệ cộng sinh giữa giới tài phiệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ đó không phải lúc nào cũng là một quan hệ dễ dàng. Đôi khi, quyền lực của giới tài phiệt trở nên quá lớn và phải bị lấy bớt đi. Bill Hayton gọi đây có phải là một tiến trình mà nhiều nước đang phát triển đã đi qua, nhưng tại Việt Nam thì nó diễn ra theo một kiểu khác. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
bị tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF liệt vào danh sách 35 nhân vật bị tố cáo là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới năm 2016. Chủ nghĩa tư bản thân hữu là một đặc điểm của nền kinh tế như các quốc gia được mệnh danh là con hổ châu Á trong thập niên 1990 chẳng hạn. Mối quan hệ thân mật giữa các doanh nghiệp và chính trị gia là một trong những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á diễn ra vào năm 1997. Chúng cũng là một đặc điểm của giai đoạn phát triển kinh tế trước đó ở nhiều nước giàu, cái gọi là thời đại vàng son ở Hoa Kỳ được diễn ra vào cuối thế kỷ thứ 19, có các nhà tư bản độc quyền sử dụng đủ loại chiến thuật hợp pháp và bất hợp pháp để tiếp tục kiếm tiền. Tuy nhiên, sự tồn tại của một nền dân chủ, của một nền báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập cuối cùng đã dẫn đến sự kiểm soát được cái gọi là tập đoàn tài phiệt và sự chia sẻ của cải giữa những bộ phận xã hội rộng lớn hơn. Nhưng tại Việt Nam, vốn thiếu dân chủ, báo chí tự do và các tổ chức công đoàn độc lập. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu nước này có đủ năng lực để kiểm soát giới hạn tài phiệt và chia sẻ những của cải rộng rãi hơn trong xã hội hay không? Từ năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị liệt vào danh sách 35 nhân vật bị tố cáo là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới. Danh sách này do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF đưa ra vào mùng 2 tháng 11 năm 2016 nhân ngày quốc tế chấm dứt tội ác chống lại báo giới. Từ đó đến nay, nhất là khi Ngài Tổng Bí thư vĩ đại lại luôn giành được cả chức Chủ tịch nước, thì tình hình tự do báo chí tại Việt Nam càng trở nên tồi tệ. Phúc trình của Tổ chức Phi lợi nhuận của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo Quốc tế công bố vào hôm 11 tháng 12 năm 2019 cho thấy hiện Việt Nam có 12 nhà báo đang bị cầm tù vì công việc của họ, đứng thứ hai ở châu Á chỉ sau Trung Quốc. Trước thềm Đại hội 13, Việt Nam càng gia tăng bắt bớ những tiếng nói ủng hộ dân chủ, nhân quyền và tự do. Đây là hình ảnh khẩu hiệu Đại hội 13, đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, sáng tạo và phát triển. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vào hôm 22 tháng 1 năm 2021 cũng ra thông cáo báo chí về tình hình đàn áp nhân quyền của chính phủ Việt Nam trước Đại hội Đảng 13 nêu rõ như sau. Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ quyết định các vị trí lãnh đạo mới của quốc gia với hơn 96 triệu dân. Đại hội không dân chủ cũng không minh bạch. Công dân Việt Nam đã bị cấm thảo luận về các ứng cử viên của 4 vị trí cao nhất là Tổng Bí thư Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Cả 4 vị trí đều được xếp vào hạng tuyệt mật theo một quyết định do ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành trong tháng 12. Ông John Stipton, Giám đốc vận châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho các màn trình diễn trong đại hội, đồng thời bắt bớ người dân vì đã đăng tải ý kiến và quan điểm của mình trên trang Facebook, như hàng triệu người trên thế giới vẫn làm hàng ngày. Dù cố tình tuyên truyền dùm beng về một thời kỳ độc lập, tự do và hạnh phúc, thực chất chính quyền Việt Nam chỉ quan tâm tìm cách buộc dân chúng phải im lặng và khuất phục. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các chính phủ thân hữu quan cần lên tiếng ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến can đảm của Việt Nam và gia tăng kêu gọi cải cách dân chủ. Đồng thời cũng khẳng định tiếp như sau, những người phê phán chế độ độc đảng ở Việt Nam sẽ không rời bỏ vị trí. Dư luận trong nước những ngày qua càng không lạc quan về tương lai của đất nước khi nhìn lại di sản 10 năm của ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lộ rõ dáng đi không vững, tập tễnh ra đón khách trong buổi tiếp người đồng cấp từ Lào sang trong clip dài khoảng 30 giây, được cho là ghi hình vào hôm 28 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Facebook Trang Nguyễn tóm lược những thất bại của ông Trọng như sau. Nguyễn Phú Trọng là tiến sĩ xây dựng đảng, nhưng cái đảng của ông đang xây dựng toàn quy tụ các thành phần xôi thịt. Vào đảng chăm chăm vì lợi ích, vinh thân phỉ gia, tham quyền đoạt vị. Nguyễn Phú Trọng đã hô hào chỉnh đốn đảng, nhưng càng chỉnh đốn thì càng hư đốn. Quan chức nhũng nhiễu từ trung ương xuống địa phương, ra tận kênh mương ruộng đồng. Nạn quan liêu chưa từng giảm, và bất chấp những lời nói của Nguyễn Phú Trọng về đảng viên học tập đạo đức rèn luyện tư cách. Thực tế, kể từ khi Nguyễn Phú Trọng lên nắm quyền, nhân dân chưa bao giờ dễ thở hơn. Nguyễn Phú Trọng chưa từng được ghi nhận về thành tựu hay khả năng phát triển đất nước. Ông ta kêu gọi trung thành với chủ thuyết Cộng sản, chửi bới những ai không tin vào Đảng Cộng sản là thế lực thù địch hoặc diễn biến hòa bình hoặc là suy thoái tư tưởng. Nhưng rồi, chính ông ta cũng ngậm ngùi, không biết đến hết thế kỷ này có xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội hay không. Suốt 10 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng
liên tục nhắc nhở cần tập trung vào công tác nhân sự. Dù vậy, đến hôm nay, ông ta vẫn nói không có nhân sự kế cận và rồi lấy lý do đó để ngồi lại làm trường hợp đặc biệt và thêm đặc biệt nữa, chiếm ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Nếu không phải là ông Trọng tham quyền cố vị thì cần phải xem xét lại tư duy chiến lược của ông, một người đứng đầu tổ chức của Đảng. Ông quản lý như thế nào mà Đảng của ông không có người đủ đức, đủ tài, xứng tầm lãnh đạo để ông già gần 80 tuổi bệnh tật đầy mình, đi đứng không vững, phải gánh vác trọng trách chăm lo cho 100 triệu dân đang trong thời kỳ dân số vàng. Ngoài ra, một số vấn đề nữa đó là những nhân sự do chính tay Nguyễn Phú Trọng lựa chọn lại liên tục dính án kỷ luật hoặc rơi vào vòng lao lý. Thậm chí, sự tệ hại này còn diễn ra ở cấp cao nghiêm trọng nhất là Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Đơn cử như các trường hợp như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Trung, Tất Thành Cang, Triệu Tài Vinh và rất nhiều những người khác nữa. Toàn là những người do đích danh ông Nguyễn Phú Trọng lựa chọn khi còn làm trưởng tiểu ban nhân sự của đại hội lần thứ 12. Ngay cả chiến dịch đốt lò mà ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi là thành tích chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng càng làm cho xã hội Việt Nam không trong sạch hơn. Nó chỉ giúp cho cái ghế của ông ta thêm vững vàng và phe cánh đàn em nắm nhiều chức vụ quan trọng hơn để sau này về hưu rồi, ông vẫn có thể thao túng, buông rèm nhiếp chính như Thái Thượng Hoàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ 3, Việt Nam sẽ đi về đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.